Hướng dẫn các bạn lắp một cái con xe đạp đường phố. Ở đây là một cái con Java Auriga các bạn. Thì chúng ta cần chuẩn bị là một cái kéo để mình cắt cái dây cho nó tiện. Trước khi lấy xe ra thì chúng ta lấy phụ tùng phụ kiện ra trước. Lấy xe ra cho nó nhẹ nhàng. Có cái kéo là như thần thánh luôn. Chúng ta sẽ cắt mấy cái dây rút. Các bạn cẩn thận nha, để sợ cái kéo nó sẽ làm trầy xe của mình á. Rồi, chúng ta lấy bánh xe ra, để thùng kế bên, bỏ bánh xe vào, tránh nó bị ngã. Rồi, mọi thứ cái này chúng ta bỏ vô thùng luôn. Rồi, lật xe lại nha. Rồi bây giờ tiến hành gỡ, có cái kéo là được các bạn, có cái kéo là làm mọi chuyện. Tay lái chúng ta để vô đây luôn. Rồi, gỡ ra thôi. Mình chỉ gỡ cái chỗ nào mà mình cần lắp những bộ phận lên thôi các bạn. Còn những cái mà liên quan tới bọc sườn này nè, mình nên để lại. Tại vì trong quá trình lắp có khi là mình không chuyên nghiệp á, thì mình đâm chọt cái kéo nó vô cái sườn nó trầy, nó uổng. Chúng ta có một cái vị trí này mình lưu ý các bạn nè. Thường những cái con xe thắng đĩa nó sẽ có một cái chêm ngay chỗ này, để nó chêm cái đĩa ra, mình nên gỡ ra khi mà mình lắp bánh nha các bạn. Rồi gỡ cái này ra nha. Rồi sau đó thì chúng ta gỡ cái miếng này ra luôn, để chúng ta gắn cái bánh xe. Nó bảo vệ bánh xe trong quá trình vận chuyển. Chúng ta gỡ ra. Qua bên này có thêm một chốt nữa, gỡ ra. Thường thì nó sẽ có hai loại xe. Một á là loại xe cái đĩa phanh á nó đã gắn sẵn cho chúng ta. Còn cái loại xe thứ hai á là cái đĩa phanh nó sẽ gắn rời, cho nên là bây giờ mình sẽ lắp đĩa phanh vô. Xây đúng cái vị trí lắp đĩa ngay cái vị trí mà cái con heo dầu nè. Rồi chúng ta sẽ tiến hành để cái đĩa phanh lên. Nó sẽ có những cái vòng đây các bạn. Đó, mình để lên này thì cái vòng hướng cái mũi tên như thế này nè là cái vòng cái bánh xe nó lăn á. Đó, mình lăn đi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta ngay đúng cái lỗ ốc ha. Rồi ok, tiến hành đẩy xuống, ấp ấp vào. Rồi ở đây là chúng ta phải giữ lại, đây là cái chụp của cái tay nắm. À cái tay di động á, chúng ta chụp lại để nước đừng có đi vào trong cái di động. Rồi đây là cái chốt yên. À mình phải giữ lại nha, đừng có bị lạc cái này là coi như xong luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp ốc vào bên trong cái đĩa phanh. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dặn ốc nha các bạn. Mình dặn một con xuống, nhưng mà các bạn lưu ý là đừng có dặn cho nó cứng luôn nha, cho nó lỏng lỏng vậy thôi. Rồi qua đây mình dặn con đối diện, dặn xuống luôn. Lưu ý là không được dặn cứng một con ốc nào. Bây giờ mới giây phút quan trọng nè, mình dặn một con vừa cho nó vừa tầm xuống. Một con này cho vừa tầm xuống. Rồi, mình dặn cho nó đều nhau nha các bạn. Đừng dặn một con nào chặt xuống cái đĩa. À, mình phải dặn đều xuống. Nó hơi lâu một tí nhưng mà nó sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình chúng ta vặn cái con ốc này. Rồi, dặn cứng con này. Rồi, dặn cứng con này. Ok. Rồi, khi các bạn đặt vào thì mình canh cái đĩa phanh này, này. Nó vào trong cái khe của con heo. Coi như ngay chỗ này là nó tự động nó bắt được tâm rồi. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ lấy cái chốt của cái bánh xe trước. Rồi, chúng ta gỡ cái đầu bên này ra. Gỡ luôn cái lò xo này ra nha. Rồi giữ cái lò xo bên này và cái đầu bên này. Để qua đây. Đây, các bạn đưa vô đây nha. Có lỗ này. Rồi. Qua bên này á thì chúng ta sẽ lắp cái lò xo vào. Các bạn lưu ý là lắp cái đầu nhỏ của lò xo vào trước. Rồi, sau đó thì sẽ lắp con ốc vào. Dặn vô. Rồi các bạn sẽ tiến hành vặn bên này nó tiện nha các bạn. Tại bên này nó có cái tay nắm. Khi dặn thấy vừa cứng rồi nè. Các bạn chỉ cần gấp cái này lại là cái xe nó sẽ rút cứng cái bánh. Đó. Như thế thôi là chúng ta đã qua được cái bước khó khăn để mà lắp cái xe. Bây giờ chỉ còn có một cái bước rất là đơn giản thôi. Đây là cái bước gắn tay lái. Khi mà chúng ta đưa cái tay lái vào á, đồng thời đó chúng ta cũng sẽ lắp luôn cái tay đề và kế tiếp là cái tay thắng. Đó. Tại vì khi mà chúng ta lắp vào xong rồi dặn hoàn thiện á, thì cái dây của cái tay thắng và tay đề nó ngắn, mình không lắp được bạn. Rồi khi chúng ta lắp đẩy qua bên kia luôn để lắp cái tay đề và tay thắng ở bên tay phải. Đấy, thì nó sẽ đúng vô khớp của nó thì mình lắp nó nhanh, thuận, tiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn những con ốc lại bạn. Thì khi các bạn vặn ốc á, mình lưu ý là các bạn vặn vô vừa tới thôi, đừng có vặn cứng nha. Tất cả cái con ốc mình vặn vừa tới thôi. Thì một tí xíu nữa mình mới vặn cứng một vòng cho từng con, nó sẽ đảm bảo được con ốc nó không có bị trên, bị vên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành
căn chỉnh lại cái vị trí tay lái và tay đề theo ý của mình. Nếu các bạn mà lắp tại nhà thì các bạn có thể căn chỉnh ngay lúc này luôn theo ý của mình, cái vị trí mà mình mong muốn. Đây là một cái tay nắm cao su. Thì trên cái tay nắm cao su này á, thì chúng ta sẽ có những cái con lục giác để mà cố định cái tay nắm lại. Thì cái đầu này á, chúng ta sẽ canh làm sao cho nó vừa tới cái mép của cái tay lái này. Thì chúng ta tiến hành chúng ta gắn cái nút chặn nước mưa hoặc là chặn đất rồi kia nó rơi vào bên trong, nó bị rỉ sét ở bên trong thì rất là nguy hiểm. Đó, chúng ta bảo vệ nó lại. Mình thấy là cái vị trí của cái tay thắng nè, nó nằm vừa tầm sát với lại cái tay nắm cao su ngay chỗ này là ok. Mình thấy cái này là hãng thiết kế ngay cái vị trí luôn. Còn nếu các bạn muốn điều chỉnh thêm á, thì chúng ta có thể tự điều chỉnh theo ý thích của mình. Rồi, sau khi mà lắp xong thì chúng ta sẽ siết những cái con ốc lục giác này lại để mà cố định cái tay nắm các bạn. Mình thì mình nghĩ là các bạn nên để nó nằm ở phía dưới này nè. Đó, dặn cho nó phía dưới để mình gọi là không có thấy cái vị trí cái con ốc này thì nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn. Bên này cũng có một con nữa, chúng ta siết hai đầu cho nó chặt lại. Rồi, ngoài ra khi chúng ta siết cái tay nắm thì chúng ta sẽ tiến hành siết chặt lại những cái tay phanh nè và cái tay đề. Ở đây cũng có lục giác, chúng ta canh đúng vị trí chúng ta mong muốn rồi chúng ta siết lại. Có nhiều bạn thì để nằm ngang, hoặc có nhiều bạn để đứng như thế này. Cái này sẽ tùy theo ý thích của mỗi người. Mình này sẽ lắp theo hãng luôn ha, là chúng ta sẽ để cho nó nằm ngang, nghiêng tí xíu xuống khoảng 5 độ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp yên. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lắp yên ở bên ngoài trước khi mà chúng ta bỏ vào cái xe của mình. Rồi, các bạn canh đúng chiều á, là chúng ta để cái cốt yên của mình á lên cái sườn trước. Đây canh nè, cái đầu lớn nè không, và nó sẽ đi trên nè. Đó, đầu nhỏ đi ở dưới nè. Rồi, chúng ta lấy ra ngoài, rồi giữ như thế này. Đây, cái yên lên. Rồi, sau đó tiến hành siết ốc lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho cái chốt của cái cốt yên vào các bạn. Đây là cái chốt của cái cốt yên này. Đó, có nhiều xe thì nó lắp ở bên trên. Đó, xe nào nó cũng có một cái chốt như thế này. Đây với Auriga thì nó sẽ lắp ở bên hông nha các bạn. Rồi, các bạn đừng lo về việc yên nó bị méo qua phải và trái, tại vì cái sườn nó đã cố định cái cốt yên rồi. Nên mình chỉ lắp tăng chiều cao lên xuống thôi. Rồi, ở đây nó có cái con ốc nè, bên này chứ. Rồi, ở đây nó có cái con ốc lục giác nè, chúng ta dặn cái này thì nó sẽ cứng cái yên lại. Cứng cái cốt yên lại. Chúng ta cân đúng cái chiều cao của mình rồi chúng ta dặn con ốc này lại nha. Rồi, bây giờ đến cái bước mà mọi người hay lo ngại nhất, đó là việc căn chỉnh cái cùi đề. Đó. Thì ở đây mình cũng lưu ý với các bạn luôn, thì đa số những cái dòng xe đạp á, thì nhà máy đã căn chỉnh tại nhà máy rồi, mà lúc mà quá trình vận chuyển thì nó mất một thời gian khá lâu và thay đổi nhiệt độ, thì cái dây cáp này có thể là nó giãn các bạn, vì vậy mà nó làm sai lệch một tí xíu thôi chứ không nhiều. Cho nên là chúng ta trước khi mà chúng ta căn chỉnh á, chúng ta bấm thử cái tay đề coi nó có đúng ngay vị trí cái clip mà chúng ta tăng lên không. Đó. Bây giờ anh chỉ thật anh sẽ tăng clip lên xuống coi nó còn giữ đúng vị trí không. Cái con xe này mình thấy nó vẫn còn giữ đúng vị trí nè các bạn. Thì với con này thì chúng ta cũng không cần phải căn chỉnh gì nhiều, bây giờ có thể đạp được luôn rồi. Tuy nhiên nha, nếu các bạn mà thấy nó đề không đúng á, thì các bạn có thể dặn. Đây, có cái nút dặn ở phía sau này nè, chúng ta có thể dặn căn chỉnh cho nó căng lên. Đó là cái lưu ý đầu tiên. Các bạn có thể dặn ở đây, tránh trường hợp là chúng ta sử dụng những cái tua vít, chúng ta dặn ở trên những con ốc này. Thì với hai cái con ốc này là chặn trên và chặn dưới, để tránh xích nó rớt xuống phía dưới này và tránh xích rớt trong cái đầm ở bên trong. Hai con ốc này mình xin phép không chỉ trong video này, tại vì hai con ốc này đã được nhà máy căn chỉnh tại nhà máy và xuất xưởng rồi, chúng ta chỉ quan tâm tới nút này thôi. Còn nếu như hai con ốc này thì cần một cái bộ phận kỹ thuật và bên mình hướng dẫn, hoặc là mình sẽ ra một cái clip sau cho nó chuẩn chỉnh hơn nha. Các bạn đừng đụng hai con ốc này khi quá trình lắp xe mới nha. Đây là một trong những cái mà mình hay quên, cũng như các anh kỹ thuật cũng hay quên trong quá trình lắp xe. Các bạn biết gì không? Đây, ở đây chúng ta có một cái miếng cao su để che cái cốt yên với lại cái sườn, để tránh nước mưa nó đừng có rớt xuống đây nè các bạn. Đó, chúng ta bây giờ gỡ cái cốt yên ra, chúng ta bỏ cái này vào nha. Sau khi lắp cái miếng cao su xong thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ bảo vệ cho nước mưa đừng có chạy vào bên trong cái sườn. Đó, ở phía trên tay lái này, chúng ta đã dặn chưa? Những con ốc này đã dặn chưa?
và những cái tay lái này mình dặn kỹ hết chưa. Đặc biệt nha, chúng ta phải kiểm tra cái những cái con ốc mà lắp ở đĩa, chúng ta lấy cái con lục giác chúng ta rà theo coi là có con ốc nào chúng ta chưa dặn hay không nha các bạn. Vặn cái bê đan vào trong cái vòi đạp thì mình nghĩ cái này đơn giản, cho nên là bên mình xe mới mình sẽ không lắp vào. Các bạn ở nhà các bạn lắp mà vào, nếu gặp khó khăn thì có thể liên hệ Tâm Đức nha. Thế là xong quá trình lắp một cái con xe touring đường phố các bạn. Thì đây là một trong những cái mẫu xe Java Auriga mà mình thấy có nhiều chi tiết lắp nhất nên mình lựa chọn lắp cho các bạn xem. Rồi nếu các bạn có thêm thắc mắc về quá trình lắp xe hay là cân chỉnh cùi đề mà nó bị khó quá, các bạn có thể liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật hoặc là bộ phận kinh doanh của Tâm Đức để được hướng dẫn hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và chúc các bạn lắp xe và thưởng thức chiếc xe trong ngay chiều nay nha.